Còn cái đài phát thanh của đài của Mỹ thì rất xa, có không gian mấy ngàn cây số, đây mấy trăm cây số, thì bay tới đó là phải có không gian, có không gian, có thời gian. Đó là thế giới của chu kỳ, thế giới của nhận thức, tư tưởng. Còn cái thế giới của A Di Đà, thế giới của trí tuệ, thế giới của không gian bị quá giải vào thời gian, chỉ còn cái thời gian tuyệt đối, sát na thôi. Chỉ có nhận thức, không cần đối tượng. Tôi biết, tôi đi, thì đi là sắc thân, là tư tưởng. Cái biết là bát nhã, phi không gian, phi tư tưởng. Rồi tư tưởng xen vô cải sửa, là đi chậm quá giờ, tư tưởng nó muốn đi mau, nó điều khiển nó sắc thân. Thì bây giờ cái biết nó ở. Bây giờ tôi mạnh nữa, tôi tu tới bất lai, a la hán, tôi biết cái biết xen vô. Tôi lặng lẽ nhìn cái biết. Thì cái biết là chu kỳ, cái biết là sát na, còn cái tư tưởng là chu kỳ. Thì tư tưởng hiện vô, tư tưởng biến mất, thì cái biết là vẫn vậy thôi. Nó nhận sắc thân thì cũng có biết này, mà nó nhận cảm giác cũng có biết này, mà nó nhận tư tưởng thì cũng có biết này, nó nhận ý chí cũng có biết này. Cái biết không hề thay đổi, nó chưa hề sanh thì làm sao diệt, nó chưa hề sống thì làm sao có chết. Bao giờ cũng như bao giờ, trước Đức Phật, trước này võ trụ luôn luôn là sự lặng lẽ. Cái gì đâu có hiểu được thì ngồi thiền đi. Rồi cỡ 7-8 tiếng, 9-10 tiếng rồi tự nhiên quý vị lặng lẽ, quý vị thầm hồi được. Thành ra tôi thích đọc cái Huệ Thi với Trang Tử. Trang Tử đi trên cầu, tiễn Huệ Thi ra về. Đi qua cái cầu, cái dòng sông nước trong veo, con cá nó lội dưới. Thì Trang Tử nói trời, anh coi là con cá nó lội nhở nhơ, nó mới vui làm sao á. Thì Huệ Thi hỏi, anh không phải cá làm sao biết cá vui. Anh nói dốc. Rồi Trang Tử hỏi là anh không phải tôi làm sao biết tôi không biết cá vui. Thì Huệ Thi nói, ừ phải rồi, tôi không phải anh, tôi không biết anh, thì anh cũng đâu phải cá, anh làm sao biết cá. Thì Trang Tử kẹt. Trang Tử mới nói, bây giờ thôi trở lại, tôi với anh cùng đi trên cầu, tôi thấy đoàn cá nhở nhơ, tôi nói cá vui. Anh hỏi tôi làm sao không phải là cá mà biết được cá vui. Thì đây này, tôi đứng trên cầu, tôi lặng lẽ, tôi biết cá vui, anh chịu không? Huệ Thi nín thinh, biết đàn ông này đi trước mình, lặng lẽ thế nhập vào đó. Thì lúc bấy giờ Trang Tử chính là cá, cá chính là Trang Tử, không còn hai nữa. Con cá nằm ở trong cái chân tâm của Trang Tử, Trang Tử cũng nằm trong cái chân tâm của Trang Tử. Mà chân tâm là không phải của riêng Trang Tử, mà của chung tất cả, nó là cái bất tử, không phải của Thích Ca. Quý vị cũng có như thường, nhưng mà quý vị tham đắm như cái tư tưởng này, tham sắc tài danh lợi ăn uống nghỉ, thì cái đó nó che mất cái chân tâm. Chừng nào quý vị đừng dính mắt nó thì nó hiện đó, nó trước mắt mình chứ đâu. Nhưng mà có đám mây mờ thì nó che. Thấy Ngọc Lâm mà gặp với Thuận Trị Hoàng Đế cũng vậy, đi rồi Thuận Trị hỏi quốc sư giảng đạo, quý sư có biết đạo ở đâu không? Thì Trị Hoàng Đế hỏi, thì Ngọc Lam mới trả lời, đạo trước mắt bệ hạ. Sao trẫm không thấy? Vì bệ hạ có ngã. Có ngã tức là có tiến trình nông vững đó. Cái ngã này che mất cái tâm, cái đạo của bệ hạ. Đạo là bất tử đó. Thì ông vua ông bực, quốc sư có thấy đạo không? Thì ông Ngọc Lam đó, tôi bỏ cái quyển sách xuống, tới chỗ này tôi bí. Giờ trả lời sao? Nếu mình nói mình thấy đạo thì ông hỏi đạo ra sao thì chết nữa. Nhưng mà Ngọc Lâm giỏi, quốc sư người ta trả lời rất hay. Ông nói người nào mà không có ngã thì người đó sẽ thấy đạo. Trả lời con, người nào không có ngã bị bệ hạ không thấy là bởi vì cái ngã che. Ông hỏi vị quốc sư có thấy đạo không? Thì đóng lẽ mà nói tôi thấy đạo, mình nói người nào không có ngã người đó sẽ thấy đạo. Thì ai xưa ông hỏi thêm, làm sao biết là không có ngã? Lọt vào cái ấy của Ngọc Lam. Ngọc Lam nói người không có ngã không bao giờ hỏi đạo là gì. Mình ngồi trên mình trâu, mình có bao giờ mà hỏi con trâu? Bệ hạ ngồi mình trâu, bệ hạ quên đi, bệ hạ mới hỏi là con trâu ở đâu. Bệ hạ ngồi trên mình nó mà.
Người nào mà không có ngã thì không bao giờ hỏi đạo là gì. Còn người nào hỏi đạo là người đó bị cái ngã nó che. Thì chúng ta thấy là cái giải thích mà cái bất tử không giải thích được bằng tư tưởng. Bất tử nó không thuộc về tư tưởng. Mà nó thuộc tư tưởng thì nó ở đâu? Nó nằm trong tư tưởng. Chứ chơi chữ nữa thì nó vậy thôi. Hỏi gì chứ cái dòng nước ở đâu? Dòng nước nằm trong sống. Sống ở đâu? Sống nằm trong dòng nước. Như vậy dòng nước với sống là một, không phải một. Như vậy dòng nước cái sống là hai, không phải hai. Chúng ta thấy, phải nói vậy, bác nhà phải nói vậy thôi. Mà nói tôi chơi chữ rồi tôi nói sao giờ, tôi hỏi cái gì giờ, sống với nước là một hay hai? Một là sai, hai là trật. Nó khó vậy đó, cái linh hồn mình với xác thân là một hay là hai? Dù mình đang đà hỏi ông Na Tiên, anh Tiên trả con chất lớn. Na Tiên đứng về nguyên thủy tiểu thừa, nghiệp cảm duyên khởi, không chấp nhận ai là gia. Mà không chấp nhận ai là gia thì làm sao trái tán, làm sao có linh hồn mấy người chết hiện về. Mấy bà ngoại cảm nó bây giờ có thứ mà ngoại cảm gì đó. Nó thấy được những cái bộ đội mà đánh giặc hồi thời Mỹ chết. Rồi bà bắt đầu nhập vô thì bà thấy được nó, nói chuyện với nó chỉ ở đâu đào xuống bao nhiêu thước, bao nhiêu tấc sẽ thấy cái xương của nó. 100 người đúng hết 100 người. Thì mấy cách mạng này sợ quá trời, bây giờ bắt đầu tin. Mà tin thì còn mê tín tổ hơn mấy người xưa nữa. Mấy nhà kêu ngoại cảm là gì đó. Nó sẽ chỉ ở tỉnh nào, ở chỗ nào, đất nào đào xuống bao nhiêu thước là có bộ xương. Không thôi là nó nhập vô trong gia đình nó nói. Nếu không có ai lại ra thì cái gì đó. Quý vị làm sao nhớ lại kiếp trước. Có nhiều người nhớ kiếp trước. Thì thôi chúng ta trở lại. Đại khái là cái thứ nhất là vậy. Thấy bát chánh đạo, thấy chánh kiến là hiểu được bát chánh đạo. Hiểu nhưng mà mới có đi được thân kiến thôi. Tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức thì mới được sắc vững. Thì thân, thọ, tâm, pháp nhập lưu mới thấy được cái thân. Nhưng mà biết được thọ, tưởng, hành, thức nhưng mà chưa có đi. Trước đó chưa có sáng tỏ, chưa có thấy rõ ràng, chỉ thấy sắc thân thôi. Mà sắc thân tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula. Sắc thân là do duyên con mắt, do duyên sắc trần phát hiện nhãn thức. Thì nhãn thức là ngạ quỷ, do duyên lỗ tai, do duyên thinh trần phát hiện nhĩ thức. Thì mắt tai mũi lưỡi đó là sinh lý. Sắc thân nhân dự xuất pháp là vật lý. Đây là địa ngục vô gián, đây là địa ngục hữu gián. Sanh ra nhãn nhĩ tí thiệt thân ý, đây là ngạ quỷ. Rồi do duyên ý căn là cái đầu, chưa có dây thần kinh nha. Tiếp xúc với sắc thiên nhân dị xúc, sửa lợi thành pháp trần. Thì sanh ra ý thức là xúc sanh. Rồi đây là bốn đường ác. Rồi do duyên căn trần thức với con mắt sắc trần với nhãn thức đấm nhiễm nhau. Thì bắt đầu có nghiệp, có ý chí, có sự lựa chọn, có sự phân biệt đắn đo để quyết định sai thân miệng hành động. Thì cái này kêu là cõi người và cõi trời dục giới. Thôi đại khái vậy thôi, sao chúng ta đi sâu nữa. Cái đó là mới có sắc niệm thân thôi. Và qua niệm tọa là cõi trời, người trời dục giới, trời sắc giới. Và qua niệm phát tâm đó là bất lai. Rồi qua hành với thức là mới A-la-hán. Thì thôi gặp nhau chúng ta tiếp. Bây giờ chúng ta trở lại cái này. Thì cái này tôi nói vậy là tương đối sáng tỏ rồi đó. Để ai thấy được chánh kiến, tức là dứt được, hiểu được bát chánh đạo. Chánh kiến nó liền thang với giới cấm thủ, nó liền thang với nghi. Chút nữa có nói cái này. Thì chúng ta nếu thấy được bất tử là dứt thân kiến, dứt giới cấm thủ, dứt nghi. Mà đa số thì không biết cái đó, tưởng đâu nó rồi. Thấy được cái bất tử là thân kiến thấy rõ. Mà thân kiến đó đây là sắc thọ tưởng hành thức, hay là thân thọ tâm pháp. Nhưng mà mập lưu mới chiếu được cái thân thôi, thọ chưa có rõ. Thọ phải nhất dẫn lại bất lại. Rồi tưởng hành thức thì mới A-la-hán. Thì đại khái là như vậy. Để đi giảng tiếp cái này.
Rồi sau có cần chúng ta trở lại. Thì tôi mới nói về nhập lưu thôi. Thì chúng ta dừng ở nhập lưu thôi. Còn nhất vãng lai bất lai thì cái nhận thức nó khác nữa. Tôi ít chịu xuống đây giảng, đây không có thời giờ. Tháng tôi xuống có 2 kỳ mà giảng đi. Có chút xíu mà quý vị lại làm biếng nữa. Đó là khổ. Còn ở Trà Vinh đó tôi giảng mỗi ngày. Bây giờ tôi bệnh rồi tôi giảng tháng cũng là 2 ngày. Còn mấy cái chùa nữa, mấy chùa tôi giảng thấp thôi. Chỉ có Ngọc Dân với Ngọc Trường là tôi giảng thẳng vào Bát Nhã đấy. Thì một số đi nghe giờ cũng lội xuống đây 2-3 xe. Bây giờ người ta thích nghe pháp lắm. Mọi đó thì chán, tôi giảng ai cũng chán đó. Nhờ có cái đĩa, nghe 10 lần, 20 lần bắt đầu hiểu. Chạy lại nó con mừng quá sư, con mà không nghe lời sư là con nghe không hiểu gì, con chán mất chết luôn. Sư nói là cứ coi hoài, nghe hoài đi, 10 lần không được thì 20 lần, bây giờ con hiểu. Con thích, giờ sư giảng ở đâu con cũng đi hết. Thì nó có cái hậu thôi. Rồi thì tôi nói về nhập lưu. Thì Xá Lợi Phất nói người mà hiểu được bát chánh đạo là nhập lưu. Nhưng mà đúng ra hiểu là hiểu có cái chánh kiến thôi. Còn chánh tư duy là của A-la-hán bất lại. Bất lại là của chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là cái thân. Thì cái tâm sau thì cái thân nó vậy. Nó ăn nhau. Thành ra trong mà pháp cứu vô đầu là thân, cái tâm dẫn đầu các pháp. Thân với miệng không ăn thua gì hết. Đó là cái tai sai của cái ý. Thành ra đạo Phật mà quý vị nắm được cái tâm rồi, quý vị giảng pháp chạy hết. Còn không quý vị cứ lẫn quẩn ở cái thân với cái miệng. Chẳng hạn như niệm Phật bằng cái gì? Bằng miệng, chết. Tôi hỏi không có miệng niệm được không? Không có miệng làm sao niệm chứ? Chết chưa? Rồi tôi nói là niệm bằng tâm. Niệm Phật là niệm tâm, tâm niệm Phật. Tôi hỏi bây giờ niệm lần chuỗi không sư? Không lần, đó nó không dẫn sanh, phải lần chuỗi mới dẫn sanh. Tôi nói bà niệm bằng cái gì? Cái gì dẫn sanh? Cái lần chuỗi dẫn sanh sao? Cái không lần chuỗi không dẫn sanh sao? Dẫn sanh là do cái tâm chứ. Tôi hỏi giờ niệm 4 chữ hay là 6 chữ sư? Rồi nói tôi bắt, tôi cạo đầu á. Tôi bắt vị hương á. Tôi giảng là tôi giảng cái cốt lõi mà cứ hỏi hoài tới mai bây giờ cũng không hết nữa. Nếu mình nghi rồi cứ có chuyện hoài như cái cô giữa chợ mới đó rồi hỏi bài. Tôi muốn cạo đầu đó, bước người kỳ này cô có xuống không? Cô đặt câu hỏi hoài mà cô không chịu nắm cái gốc. Tôi giảng cái này cứ qua hỏi qua cái khác, giảng cái khác cô qua hỏi ra tôi nó cũng một thứ thôi. Niệm 4 chữ, 6 chữ hay niệm lần chuỗi hay không lần chuỗi có một thứ thôi. Nói vậy con niệm Phật nhỏ tiếng hay lớn tiếng sư? Có người nói lớn tiếng mới nhất tâm. Tôi nói cô cạo đầu cô á. Mấy lần rồi cô cứ hỏi tới hoài. Lớn tiếng nhỏ tiếng là thua cái tâm có chứ. Nếu nhỏ tiếng mà cô nhất tâm được thì cứ niệm nhỏ tiếng. Còn lớn tiếng mà giúp cho cô nhất tâm cứ niệm lớn tiếng. Còn tôi không niệm nhỏ không niệm lớn tôi nín thinh à. Giảng sanh không. Cái đó là cái miệng ăn thua gì. Lần chuỗi là cái thân ăn thua gì. Tôi không cần cái gì hết mà tôi nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật. Cũng như sư trưởng mở cái giáo lý này. Người ta nói bên chùa có 2 thời tụng kinh, tôi nói đây tới 3 thời. Nói sao con không thấy sư thời nào hết, tôi nói tôi tới 3 thời, khuya chiều sáng. Tôi tụng kinh vô tự. Mà cái đó tôi thấy kết quả thật đó. Mấy người mà nhập, bị ma nhập đó, đi đủ thời hết, không hết. Tôi nói viết giấy đưa đây. Tôi xin à, tôi không có bùa chú, không có gì hết. Tối tôi ngồi thiền, tôi kêu cái tên đó. Tôi đâu có biết nó lợi bằng cái linh hồn ra sao, không biết. Nhưng mà duy thức giảng thì mình tin vậy thôi. Mình cứ kêu tên nó rồi mình giảng pháp cho nó nghe, như giảng cho quý vị đó. Tôi cứ vậy thôi. Rồi tôi về hỏi hết không? Nó hay quá sư hết trơn, nó đi. Đi mà giờ không giữ giới nó lại nữa. Bây giờ phải thọ trì 5 giới và ăn chay 10 ngày, ăn chay trường thì càng tốt. Còn không nó nhập nữa. Rồi về làm biếng không ăn nó nhập nữa. Tôi nói tôi không có xin nữa. Tôi xin là kết quả là ở mấy ông mấy bà chứ đâu phải tôi. Nó nể cái đức của tôi bị có giữ giới. Tôi giữ 1 giới là 36 vị thần. Mà giữ kỹ 200 giới là mấy ngàn vị thần. Thì xin nó 1 lần cũng được. Tôi xin 2 lần, xin 3 lần. Cũng như nói chuyện quý vị. Không tu rồi tôi năn nỉ. Tôi nói cái nhân quả cho nghe. Thì nó sợ quan trái thì nó tha. Nhưng mà mình tiếp tục mình ăn mặn mình giết nữa thì bằng bản nó thì nó nhập nữa. Thành ra
sư trưởng đặt cái giáo pháp này hay, không bao giờ vị tỳ kheo mà tụng kinh, mà ba thời tụng kinh, kinh vô tử không à. Tôi vô đây tôi học là tôi không biết đánh chuông, không biết mỏ, không biết khánh gì hết. Định xá tôi có cái chuông mà chuông cư sĩ chứ quý sư không có gì hết. Không có thờ Quan Âm, thờ ông Địa Tạng, ông Di Lặc cái bụng chè e gì đó, không có. Ông Di Lặc sao tôi thấy mà thành Phật như đó, tôi không thành đâu. Cái mặt xấu quắc mà lùng sủng mà cái bụng cái lỗ rúng bự giống ông Địa ấy. Tôi thấy là con người cái tư tưởng tùm lum. Tôi không tin ở mình mà cứ dùng cái hình thức không. Chùa to cột lớn rồi hỏi bạch sư, bây giờ con niệm Phật thì con lần chuỗi hay không? Tôi nói lần chuỗi giảng sanh sao? Có người nói với lần chuỗi phải tụng thêm kinh Đại Bi nữa sư ơi, rồi tụng kinh giảng sanh nữa. Tôi nói tôi bắt quỳ hương, hỏi tùm lum đi về. Bây giờ con tụng thêm Pháp Hoa nữa được không sư? Sướng không? Cứ lẫn quẩn cái hình thức. Giảng sanh đâu phải ở Pháp Hoa, đâu phải ở câu niệm Phật. Mở cái tâm mình chứ. Giờ tôi nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật, có đó phải niệm Phật không? Chánh công. Giờ tôi không tụng kinh, tôi cầu xin cho người đó, tôi không phải lợi người đó chết, để giờ sao còn cái linh hồn? Tôi kêu cái linh hồn, tôi nói Pháp cho nghe. Mà linh hồn sư thấy không? Không thấy, nhưng mà tôi cảm là phải có. Tôi đâu có thể thánh, tôi chưa đắc quả. Thì tôi nghĩ là tôi kêu là đến mấy vị đứng đề cầu trai tăng đó, thì tôi cũng đọc rồi tôi kêu lại nghe Pháp thôi. Thế mà nó không nhập, nó đi đó. Nó nói có đức ông sư đó bự lắm. Tôi nói bự cái gì? Nó nói mà sư nó nhập vô, nó nói bự thì mấy món bài giữ giới rồi cũng bự chứ. Đâu phải là bự, đức là đức, đức là nhờ giữ giới. Ai giữ giới là người đó có cái đức lớn. Đức trọng thì quỷ thần kinh. Mình ăn thịt uống rượu, mình cứ phá giới hoài, biểu làm sao ma quỷ nó kính mình được. Mẹ nó kính là rút lui. Còn đánh nó thì nó đi rủ bạn, nó mạnh, nó trở lại phá nữa. Thì mình với nó gây quan trái với nhau. Mình xin một lần không được, xin ai không được, ba không được, mười lần. Cái gì mà tôi khuyên một lần không được, tôi khuyên mười lần. Tôi đâu có đánh, đâu có chửi gì đâu. Đạo Phật là chỉ có lời Pháp thôi. Mà nếu mình pháp lý giỏi là nó kính mình. Cũng như Phật tử với kính tôi là nhờ tôi giáo pháp giỏi, tôi giảng cái gì rành cái đó. Thôi giờ trở lại, nghe không? Thì đó là cái bát chánh đạo đầu tiên mà Đức Phật xác nhận cho Xá Lợi Phất là đắc quả nhập lưu. Và bây giờ nhập lưu còn tiếp nữa. Sự hội nhập của tám chi phần này gọi là dòng lưu, tức là dòng dự lưu đấy. Và nó chắc chắn đưa đến hai điều. Cũng như các nhánh sông sẽ hội nhập vào một con sông lớn rồi chảy ra biển cả. Một là tức thời, dòng lưu đó đưa đến việc khai mở pháp nhãn. Đó là nhận thức được sự giác ngộ đầu tiên. Nhập lưu là giác ngộ đầu tiên, mà cũng là giác ngộ cuối cùng. Đó là chưa phải biết. Thứ hai, sau đó với thời gian tối đa là 7 kiếp luân hồi, dòng lưu sẽ đưa đến vị ấy đến giải thoát tối hậu. 7 kiếp này tôi không đồng ý. 7 lần mới đúng. 7 lần nó rộng hơn. 7 kiếp là sanh ra đây rồi chết là một kiếp, sanh kiếp sau chết nữa là 2 kiếp. Còn 7 lần tôi có thể trong một kiếp. Bây giờ tôi xuất gia thì đó là một lần. Rồi tôi ra đời, rồi tôi xuất gia trở lại giáo hội là 2 lần. Rồi tôi vì cái cớ nào cha mẹ bệnh này kia đó tôi không nói lo được, tôi phải trở ra nuôi cho mẹ. Tôi xuất gia lại, cha mẹ chết rồi xuất gia lại là 3 lần. Mà nếu vô ra 7 lần vậy đó là nó tê tái tàn tạ hết rồi. Thì bây giờ cái tâm tôi nó đi sâu vào cái đạo quả chứ. Tôi thấy cuộc đời này nó ê chề quá. Thì tôi nhất định là tôi tinh tấn, thì tôi phải đắc ngộ nhập luôn. Tôi vô ra giỏi lắm là 7 lần trong một kiếp này. Tôi có thể đắc 7 kiếp là chết đi sống lại 7 lần thì thế này không? Có khi là 10 lần, 20 lần chết đi sống lại mà chưa được một kiếp. Chúng ta phải hiểu cái 7 lần nó rộng hơn. Còn cái kiếp là xác định chết rồi sanh thân sau là một kiếp. Còn tôi mà vô giáo hội là một kiếp, mà ra đời với 5 giới, 8 giới trở vô nữa là 2 lần. Có thể trong một cái kiếp này mà 7 lần. Nhiều lắm á, có thể 5 lần, 3 lần là tôi đắc quả
nhập luôn rồi đi tới quả là à, thì chúng ta phải hiểu như vậy. Thì tôi thấy chữ lần trong này luôn lộn xộn nè, có lúc 7 lần, có lúc 7 kiếp, mà theo tôi thấy chữ kiếp giữa lần khác nhau rất xa, thì đó tùy quý vị thôi. Còn cái đó là hết rồi đó. Còn khai mở pháp nhãn, pháp nhãn cái gì khi sanh khởi? Rồi đại đức Asari nói với du sĩ Saripita, là Xá Lợi Phất đó, Asari là thầy của Xá Lợi lúc đầu á, lời dạy kiểu bằng Asá gì đó trong kinh nó dịch đó, lời dạy thuộc giáo pháp, pháp sanh lên do nhân, Như Lai giảng nhân ấy, nhân diệt thời pháp diệt, đại sa môn nói vậy. Thì cái chữ Hán đó thì chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn thường tác như tỷ thuyết. Thì hai cái này tôi không đồng ý chữ nhân, chữ duyên thì đúng hơn. Cái gì coi chừng đó, chữ nhân khác, chữ duyên khác. Nhân là cái hột giống, duyên là cái hỗ trợ cho hột giống. Tức vậy tôi gieo hột xoài thì hột sòng là cái nhân. Còn phân đất nước người trồng bắt này kia đổi để phân rồi vô, cái đó là cái duyên. Cái nhân nhờ cái duyên nó mới kết quả được. Thiếu duyên có nhân không thì không kết quả. Thành ra chư pháp tùng duyên sanh là đúng hơn. Chư pháp tùng duyên diệt, do nhiều duyên mà các pháp sanh lên. Thì cái nhân duyên này đó, bên nguyên thủy, bên Nam Tông giảng khác, bên Bắc Tông giảng khác. Tôi thấy Bắc Tông thì nó chơi cha hơn, nó giảng bao trùm hơn. Vậy tôi đọc nhiều, tôi để ý, thì tôi lập hai cái câu mà bên Nam Tông với Bắc Tông. Bên Nam Tông thì nói tất cả các pháp là do nhân, còn những cái duyên là những cái trợ giúp cho cái nhân này kết thành cái quả. Nhân duyên quả báo, báo là đền đáp, do cái nhân, do cái duyên thì mới đưa ra cái quả. Cái quả là do nhân duyên kết lại qua cái đưa ra cái quả, thì kêu là nhân duyên, thập nhị nhân duyên. Đó là thập nhị nhân quả, nhân duyên quả báo, 4 chữ. Còn bên Đại Thừa, bên Bắc Tông nó giảng khác. Tôi thấy Bắc Tông nó chơi đó. Nhân duyên, nhân là hột giống, duyên là vô lượng hột giống khác làm duyên với nhau để giúp đỡ cho cái nhân này kết thành quả. Tôi nói lại, tôi coi hoài có nói ủa sao mà cái này định nghĩa ngộ. Bên Tiểu Thừa thì nhân là hột giống, nó kêu là Tiểu Thừa, chứ có đúng là Nam Tông. Cái Tiểu Thừa là đụng, không ai chịu mình nhỏ hết trơn á. Tiểu là nhỏ, là cái xe nhỏ chở mình à. Bởi vì cái câu nói là sau khi đắc quả la hán thì thấy rằng việc cần làm đã làm xong, gánh nặng được đặt xuống, từ nay không trở lại cõi đời này nữa. Bắt đầu không chịu, việc cần làm đã làm xong, gánh nặng được đặt xuống, từ nay phải tùy thuận với cuộc đời này, không có là không trở lại. Không trở lại là nhập niết bàn tịch tỉnh. Thì cái Đại Thừa đó, cái Bắc Tông đó, nó lấy cái A La Hán phát Bồ Đề Tâm, nó có quan trọng nhất là phát Bồ Đề Tâm. Bên Nguyên Thủy, bên Nam Tông không có. Thành ra định nghĩa nhân là hột giống, chuyên là tất cả những cái hỗ trợ cho hột giống này kết thành quả, kêu là nhân duyên. Còn bên Đại Thừa, bên Bắc Tông nó định nghĩa khác. Quý vị coi ra rồi quý vị phải có mắt trạch pháp. Đừng có binh Tiểu Thừa, mà đừng có vợ Tiểu Thừa, mà đừng có binh Đại Thừa, mà phải nhìn có hai bên có cái nhìn khác nhau. Cái nào cũng đúng hết. Mà nếu quý vị mới tu thì theo nhân quả của Tiểu Thừa là đúng. Quý vị phải cố gắng có ý chí tu, đó là cái nhân. Rồi phải nhờ thêm Phật tử, nhờ tất cả mọi người giúp cho mình ăn mặc ở bệnh cho đầy đủ, thì cái này mới đưa tới kết quả. Chứ một mình rồi làm sao mình sống? Ăn mặc quần áo ở bệnh phải nhờ người nữ. Còn tất cả cái sự mà chánh quyền làm việc này kia, mình mời đi họp phải nhờ mấy thiện nam. Sư trưởng đựng hay lắm á, hoặc 7 bông sen. Thiện nam là cái cánh sen bao bên ngoài, tín nữ là cái nhụy sen, giáo hội tăng già là cái gương sen, tăng ni là cái hột sen.
Hột sen ra đời là hột sen lép, không có hột. Hột sen già đó là tăng ni đắc quả. Coi chân lý siêu trưởng, tôi thấy là siêu trưởng độc đáo, con người độc đáo. Và triết lý một cách sáng tỏ, Đức Phật đi bảy bước là bảy tỉnh, bảy nước có bảy cái giáo hội. Một cái giáo hội là cái bông sen, thì cái cánh sen đó là thiện nam, cái nhụy sen là tín nữ, cái gương sen là giáo hội tăng già, có tăng ni trong đó. Hột sen nhỏ mà lép là tăng ni ra đời, hột sen mà cứng già chắc là tăng ni đắc quả. Hay vô cùng, đi tới bảy nơi là có bảy cái gương sen. Còn con số bảy nữa thì tôi nói sao, số bảy, số chín, 1, 3, 5, 7, 9 là con đó ảnh hưởng tới cái số của kinh dịch. Thì cái đó dài dòng lắm, tôi xin đề nghị vậy thôi. Thì bây giờ chúng ta thấy là cái chỗ này đó, thì dùng cái này là pháp sanh lên do nhân, Như Lai giảng nhân ấy, tôi không đồng ý. Pháp sanh lên do duyên, Như Lai giảng duyên ấy, hãy duyên diệt thời pháp diệt. Và bài sau này thì đúng nè, chư pháp từng duyên sanh, chư pháp từng duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn thiền tác như thị thiết. Thành ra bên Đại Thừa giảng cái chữ duyên là chánh, nhân là hột giống, duyên là vô lượng hột giống cùng duyên kết với nhau để giúp cho hột giống này kết quả. Thành ra trong đó không có cái nào chánh, không có cái nào phụ, tất cả đều là nhân. Tôi mà hôm nay đắc quả là do cái nhân chánh của tôi. Rồi Phật tử, mấy vị bổn sư, mấy vị pháp sư, mấy bậc đi trước tôi là cái trợ duyên giúp cho tôi đắc quả, thì đó là nhân duyên quả báo. Tôi phải đền đáp lại công ơn đó. Còn bên Đại Thừa khác, nhân là tôi có ý chí tụ, còn duyên là do tất cả Phật tử, tất cả pháp sư, tất cả quý sư cùng làm, kết lại làm cái duyên để hỗ trợ cho tôi. Thật là không phải tôi là chánh, mà tất cả đều là chánh hết. Nếu nhìn vào phương diện tôi thì tôi là chánh, còn phương diện về bổn sư của tôi, bổn sư là chánh, còn phương diện Phật tử, Phật tử là chánh. Rồi tất cả những cái này trùng trùng duyên khởi mới làm cho một cái duyên kết quả. Thành ra tôi mà đắc quả là nhờ Phật tử, nhờ các vị trưởng tượng. Nhưng mà Phật tử đắc quả cũng phải nhờ tôi, và quý vị trưởng tượng mà đắc quả cũng phải có nhờ tôi. Tất cả đều duyên nhau, chứ không có cái nào là chánh, không cái nào là phụ. Cái bắt đầu nói giảng độc đáo, không cái nào chánh, không cái nào phụ. Thành ra Bắc Tông mới nói, sở dĩ Bồ Tát mà thành Như Lai là nhờ ai? Nhờ chúng sanh. Chúng sanh là thầy của Bồ Tát, mà chúng sanh được độ là nhờ Bồ Tát. Bồ Tát là thầy của chúng sanh. Như vậy là chúng sanh cảm ơn Bồ Tát, Bồ Tát cũng phải cảm ơn chúng sanh. Không có chúng sanh là Bồ Tát không thành Như Lai được. Thì tôi thấy hay. Thì chúng ta thường thường nói chúng ta nhờ ơn thầy sư phụ, nhưng mà không có chúng ta sư phụ làm sao làm sư phụ được. Chúng ta nhờ ơn thầy giáo, cô giáo dạy, mà nếu không có học trò, cô giáo làm thầy ai? Thì nhờ có học trò, cô giáo mới là thầy giáo được. Chúng ta nói nhẫn, nhẫn mà không ai chửi, không ai mắng, ta lấy cái gì mà nhẫn? Thì có người là nghịch chửi ta thì chúng ta mới nhẫn được. Thành ra Đức Phật nói, người mà chỉ lỗi ta mà chỉ đúng là bạn ta, người chỉ lỗi mà chỉ sai là thầy ta, chứ không phải là kẻ thù. Ai cũng giúp cho mình thành Phật thì mình cũng giúp vào tất cả mọi người được thành Phật. Thôi thì thôi, đại khái như vậy. Còn muốn gì nữa là thì sao, chúng ta đi sâu nữa. Thì tôi giảng vừa lý của Nam Tông, vừa của Bắc Tông. Tôi kêu Tiểu Thừa có người cư á, tôi không biết. Rồi kinh rồi kêu Đại Thừa là ngoại đạo thì cũng không được. Có người kêu là kinh phát triển. Tức tôi là còn Tiểu Thừa, Đại Thừa không quan trọng, mà cái nào giúp cho tôi sáng tỏ, tôi tu đắc quả và tất cả mọi người đắc quả, tôi cảm thấy an lạc và mọi người an lạc, thì đứa con nít bây giờ tôi cũng nghe lời nó. Còn bây giờ Như Lai có Phật Thích Ca đây, tôi cũng nói ngài giảng không sáng, con không chịu.
lại làm tôi tháng tỏ con theo. Còn ngài trả lời của con không sáng tỏ, con nhất định hỏi tới cùng. Tôi nói bất kính, tôi nói cái này cung kính nhất. Người cung kính là người phải biết cái chỗ mà Đức Phật không thể nói được, ý tại ngôn ngoại, thì cái đó phải tham thiền cho giữ mới đặt câu hỏi được. Thành ra tôi thức cái pháp hội mà đặt câu hỏi. Muốn đặt câu hỏi anh nhất mình cũng là có hiểu 50-60%. Còn pháp hội chết như pháp hội này thì chẳng thấy một. Nói cái gì cũng nín thinh hết trơn. Mà tôi không biết có biết hay không. Mà trả lời thì quý vị phải có số vốn trong ai là gia. Quý vị phải tập trung kỹ mạnh lâu sau đó quý vị mới bắt đầu moi ra được. Thì ban đầu là khó nói dĩ nhiên rồi. Mình học từ 100% mà gặp ông sư hỏi còn có 50. Tới chừng trả lời còn có 10. Rồi rung một cái là không còn cái gì hết. Nhưng mà lần đầu thôi, lần thứ nhì thì bớt, lần thứ ba thì được đó. Chứ không gì tôi giảng được vậy sao? Lúc ấy vậy. Tôi phải ăn nằm với nó, tôi phải gối đầu giường với nó. Mùa xưa là tôi đã từng là giáo viên sư phạm. Thì cái nghề của tôi mà bây giờ để đọc cái nghề này thì tôi là tôi giảng mà có bản là tôi giảng còn linh động hơn nữa. Nhưng mà cái chân nó què rồi, nó không cho giảng. Chứ vừa giảng vừa viết là quý vị vừa thấy bằng mắt, vừa nghe bằng tai thì quý vị dễ hiểu hơn. Nhưng mà tại cái duyên. Như quý vị đây hôm mấy năm trước tôi có giảng bản luôn. Mà tôi thấy đây là pháp hội chết. Chứ bây giờ có ghét tôi. Tôi nói sự thật thôi. Còn các nơi ở nước lại Trà Vinh giảng rất linh động. Có bản tôi giảng tất cả đều đưa tay lên nói trúng trật đều nói hết. Tôi biết cái trình độ của pháp hội tôi mới giảng được. Phật pháp có lúc mẫu giáo, có lúc 1, 2, 3 tới lúc 12. Trình độ lúc nào mà giảng theo đó. Còn giảng rồi quý sư hỏng ông nào tiếp dẫn được hết thì cái người giảng chết luôn. Thì cái lỗi là do người giảng. Tụi con ngu lắm, tụi con nghe không hiểu gì hết. Nhưng mà các ông giảng ngu hơn nữa. Mình đưa đứa con, mình đứa cháu mình vô trong trường học mà 3 năm nó ở lớp 1 hoài. Mà đưa qua ông thầy khác thì nó lên lớp 2, lớp 3. Nó ngu thì dĩ nhiên nó ngu, nó mới là học trò. Còn ông thầy cũng ngu, nó biết cái trình độ nó phải làm sao mà giảng đúng cái trình độ nó. Nó lớp 1 mà đem trình độ lớp 12 mà giảng thì chết mồ, 10 năm bây giờ nó cũng không biết gì hết. Thành ra do cái đó mà tôi ngại. Tôi nói quý vị ngu, thật ra tôi còn ngu hơn quý vị nữa. Tôi không nắm được trình độ. Mà nắm trình độ thì quý vị phải nói chuyện với tôi. Phải trao đổi với tôi. Tôi nào lợi tôi cũng năn nỉ á. Tôi đến đây là trao đổi quý vị chứ tôi không có dạy. Do những cái nghiền ngẫm mà không biết có đúng hay không, tôi có phải thánh đâu. Thì quý vị trao đổi với tôi. Cái nào quý vị không biết bây giờ hỏi tôi xin sẵn sàng trả lời. Rồi tôi hỏi thì quý vị phải cố gắng trả lời. Chứ trời ơi tôi giảng không một mình tôi độc thoại rồi chết tôi. Thôi giờ chúng ta bắt đầu giảng. Thành ra từ nay là tôi không dám hỏi nữa. Gặp cái pháp hội này tôi sợ muốn chết. Thất bại mấy kỳ rồi. Hỏi là ai cũng chạy, không người nào đưa tay gì hết. Biết cũng nín thinh mà không biết cũng nín thinh. Thì tôi thì sao? Tôi cũng nín thinh luôn. Giờ làm sao giờ? Thành ra tôi tính không có xuống nữa. Nhưng Hòa Thượng dạy rồi thì cũng nghe lời Hòa Thượng dạy cũng đáng xuống thôi. Tôi mới đầu tôi hăng lắm ạ. Năm 2007 là 9 vậy đó. Giờ ngày tôi phô tô mới giấy, tôi tổng kết, tôi ngồi, tôi suy nghĩ tổng kết. Đây rồi ông Minh Cảnh nói trong trọt rác, sư đô là cọt rác nó bỏ trong công đống. Tôi nói thôi, cái này tôi cũng tính phô tô hai quyển. Nó hay. Năm bộ Nikaya gồm ở trong này hết. Nhưng mà coi rồi bật ngửa, không biết làm sao tu. Tôi tính là tôi giảng tu có một cái thôi. Mà giảng tùm lum hết trơn, cũng như Đức Phật, 5 giới, 8 giới, 10 giới, 250 giới. Cái chàng thanh niên đó rỗi rảnh đi sinh vô, thì ổng 5 giới vô cho thọ 8 giới, 3-4 bữa thọ 10 giới. 3-4 bữa đâu, từng lễ sau cho thọ 250 giới. Ổng lại quý tỳ kheo, ổng sinh ra đời. Con nhà 5 giới con giữ còn không nổi đâu. Cái gì thấy giữ 5 giới cũng khó giữ. Sắc sanh là khó. Mà nhất là ghiền các chất sai. Nhất là rượu ai mà không ghiền. Mà bây giờ tiếng 15 phút rồi, hết giờ nữa rồi. Thì tôi đi cái này không có xong. Đó thì cuối cùng đó, ông ra đời hoàn tục. Thì mấy vị tỳ kheo cản hoài. Xá lợi Phất một Kiền Liên, mấy đại sư không cản không được. Vì không đúng, không trúng cái trình độ của ông. Cái chuyện đi về nửa đường, ông nhớ là ông bổn sư mình chưa trình, mình vô mình trình Phật Thích Ca. Bây giờ về không nói gì hết, trở lại.
Đức Phật mới hỏi con có buồn gì trong giáo hội không? Nói con, con rất kính Chư Tăng giáo hội, rất là thanh tịnh, con tìm đâu cũng không được cái tăng chúng như vậy. Mà nói tại sao con ra? Con có năm giới nhà con giữ không nổi, bây giờ vô đây Chư Tỳ Kheo biểu con thọ 8 giới rồi cho 10 giới, bây giờ biểu con thọ 250. Tự ơi làm sao con giữ nổi? Con ở trong này con quậy rồi rồi lơ mơ là phạm mấy tỷ Tỳ Kheo đại đức lớn nữa. Thôi con ra đời ít tội hơn. Đức Phật nói à, thôi vậy thì được. Bây giờ 250 giới nhiều quá, 10 giới nhiều quá, Như Lai cho con thọ một giới thôi con chịu không? Ông nói trời ơi, con một giới nữa sao? Rồi lại nó có một giới mà con vẫn đắc thánh quả như thường. Tôi đọc tới đây tôi chớ giới đó, tôi bỏ cái kinh xưa đó. Một giới là giới gì ha? Năm giới là cõi trời dục giới, tám giới cõi trời sắc giới, 10 giới cõi vô sắc, 10 giới hành tứ y pháp là sa di. Rồi lên Tỳ Kheo 250 ở đây mới thực sự là Tỳ Kheo, mới là khất sĩ, mới là tăng. Còn 10 giới mới tập sự tăng, cái gì đâu phải là tăng. Vậy thì một giới là giới gì? Thế chừng là ông Như Lai mới giảng cho ông nghe. Tôi giờ con giữ cái giới tư tưởng thôi. Vậy tư tưởng ác thì con lấy tư tưởng thiện con đuổi nó đi. Tư tưởng ác bớt rồi, còn tư tưởng thiện không? Thì con lặng lẽ con theo dõi nó. Nó làm sao làm thiết kệ nó, con lặng lẽ con theo dõi à. Nó nhiều biết nó nhiều, nó ít biết nó ít, nó chấm dứt thì biết nó chấm dứt, nó khởi lên nó biết nó khởi lên. Con giữ lấy cái biết này. Cái biết này là Phật tánh đây con, là nhập lưu dứt nó lai A-la-hán đấy. Ông giữ có một cái một thì tôi mới nhớ lại thân nghiệp, khổ nghiệp, ý nghiệp. Thân thì có năm giới, tám giới. Thân thì có ba cái: sắc sanh, trộm cắp, tà dâm. Khẩu thì có bốn: nói dối, khoe khoang, đâm thọc, rửa chửi. Bảy. Ý thì có tham lam, sân giận, si mê. Mà tham lam, sân giận, si mê phát hiện từ đâu? Tư tưởng. Giữ có cái tư tưởng thôi, có cái ý nghiệp thôi. Năm thức đầu, thức thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thức thứ sáu là quan trọng nhất. Ê, nó giữ điều ác thì lấy cái tư tưởng thiện đuổi này đi. Thì trong kinh có đó, chúng ta dùng tư tưởng tốt mà đuổi tư tưởng xấu. Còn tư tưởng thiện không mới chặt đứt cái dây xiềng. Thì ở trong Phú Lào Na giảng cho Xá Lợi Phất cũng vậy. Thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, ý thanh tịnh. Thân thanh tịnh, tâm thanh tịnh, kiến thanh tịnh, thì đó là cõi trời. Rồi bây giờ đoạn nghi thanh tịnh là nhập lưu chức nghi. Nghi Phật, nghi Pháp, nghi Tăng. Rồi tới đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh. Đạo là tư tưởng tốt, phi đạo là tư tưởng xấu, lấy tư tưởng tốt, đuổi tư tưởng xấu. Đạo phi đạo. Cho tới phi đạo chấm dứt còn đạo tri kiến thôi. Thì đây là bất lai. Đạo phi đạo là nhập nhất dạng lai. Còn đoạn nghi là dứt. Thân kiến giới cấm thủ nghi là nhập lưu. Còn đạo phi đạo là đuổi tư tưởng ác đi, còn tư tưởng thiện. Tới tư tưởng thiện rồi lặng lẽ nhận nó. Thì chừng nào tư tưởng thiện mà đừng dính mắc vào nó nữa. Mình biết tư tưởng thiện, biết tư tưởng ác, mình là cái biết chứ không phải tư tưởng. Mà cũng không khác tư tưởng. Thì cái này gọi là tri kiến thanh tịnh đắc quả là chỉ còn có tri kiến. Còn có cái lặng lẽ theo dõi tất cả các pháp 24/24. Xong. Nhưng mà con nhào vô đây giữ Niết Bàn tịch tịnh thì con là kẹt. Con phải đi tới vô thủ trước bát Niết Bàn. Thì đây mới qua tới Như Lai. Thôi đại khái vậy. Giờ có ai hỏi gì không? Cái này mới phần thứ hai là khai mở pháp nhãn. Tức là pháp nhãn là phải thấy được có bất tử. Còn bát chánh đạo cũng vậy. Chánh kiến là phải thấy được có bất tử. Thấy được bất tử thì đắc quả nhập lưu. Mà pháp nhãn này cũng thấy được có bất tử. Bất tử là pháp nhãn. Thì tôi giảng hết cái này, quý vị thấy cái nào cũng bất tử không? Quý vị mới dễ tu. Còn bất tử là cái gì? Làm sao được đắc? Con đường đi tới bất tử là con đường nào? Bí. Mấy chục năm nay tôi trăn trở với nó. Tôi không biết làm sao. Nếu mình có con đường đi thì thuộc về tư tưởng là đâu phải bất tử. Không có pháp môn, không có đạo sư, do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Mà không thầy thì theo nương đâu vậy?
tới chừng qua Thủ Lăng Nghiêm thì nói trời, phải tôi gặp Thủ Lăng Nghiêm trước là tôi đắc thánh quả lâu. Đức Phật chỉ cái con đường không con đường. Thì A Nan mới thất xứ trừng tâm, bảy là nói cái tâm, Đức Phật bác hết. Cái pháp thật là hay nha. Tôi coi tới coi lui để tôi học cái cách bác của Đức Phật mà không có nổi. Cái bác thật là khéo léo. Cái tâm ở tại con mắt. Rồi Đức Phật bác nói cái tâm ở ngoài con mắt Đức Phật bác, cái tâm trong con mắt Đức Phật bác. Cái tâm do nhân duyên Đức Phật bác. Cái nhân duyên mà Ngài cũng bác luôn đó. Thành là có người nói là Thủ Lăng Nghiêm là ngoại đạo. Chúng ta thấy là người độc đại tại sao Ngài bác nhân duyên. Cái tâm là ngẫu nhiên, không có nhân duyên, Ngài bác. Hay vô cùng. Cuối cùng A Nan lại khóc, con không biết cái tâm. Dù không biết này Ma Đăng già mới bắt con. Chứ con biết cái chân tâm thì con trở về chân tâm Ma Đăng chừng nào mới bắt được. Ngài mới bắt đầu là Ngài giảng về cái thấy, đưa cái khăn lên để khăn xuống, rồi đánh cái chuông nghe không nghe. Ngài chỉ cái là tôi nói ơi dễ quá, cái gì là mình nhận được. Nhưng mà thực hành từ 30 năm chưa chắc được. Cái lý thuyết mình có thể hiểu. Trong tất cả kinh chỉ có bộ Thủ Lăng Nghiêm là độc đáo nhất, tôi dám nói vậy. Tôi coi rất nhiều kinh. Duyên Giác cũng có, Kim Cang cũng có, Kim Cang cũng nói mà không có rành. Nắm được Thủ Lăng Nghiêm thì nắm được tất cả. Mà coi đâu phải dễ hiểu mà sau này đâu nhờ Nghiêm Xuân Hồng đi thêm nữa. Thì Ngài mới nói là cái thấy cái nghe. Thì A Nan lại kính nói, rồi Ngài con mới thấy được cái chân tâm. Mà nói A Nan có đó không phải chân tâm nha. Tôi nói là cái Đức Phật chơi nhiều cái đạo. Rồi A Nan chơi giới khóc. Nãy giờ 7 lần con chỉ cái tâm Đức Phật, nó không phải, giờ Đức Phật chỉ cái tâm. Rồi con nhận được Đức Phật nói không phải chân tâm. Mà nó không phải giọng A Nan, mà nó cũng không phải chân nha. Tất cả các pháp đều phát hiện từ nó. Nó không phải là các pháp, mà nó cũng không khác với các pháp. Đức Phật cũng chơi chữ như thường thôi. Mấy năm tôi mới giảng được cái vấn đề mà phải mà không phải, không phải mà phải. Nhưng mà cũng bị búa rìu dư luận đập tôi. Thì tôi cứ bền, tôi đúc vô đây, tôi đây cái thấy của tôi mà. Cái trăn trở của tôi thì tôi truyền lại quý vị nghe hiểu, hoặc không hiểu thì thôi. Chứ giờ biết tôi làm sao giờ. Đây là những cái hiểu biết của tôi. Bởi vì tha thiết á, thì giảng nữa thì lần lần quý vị ăn nằm với nó. Mà ăn nằm chỉ có tăng ni thôi. Ăn nằm là phải không tiền, không bạc, không nhà, không cửa, không vợ, không con. Mà bây giờ là bỏ nhà cửa rồi vô lại cái tỉnh xá, cái nhà còn bự hơn nữa. Bỏ anh em thì vô dính mắt với Phật tử còn to hơn nữa. Ở nhà giỏi lắm em 10, 12 người. Vô đây là anh em cả mấy ngàn người. Cái nhà thì nhỏ béo, giờ vô cái tỉnh xá gấp cả 100 lần cái nhà. Chết, chết. Bỏ cái nhỏ bắt cái lớn thì còn chết thêm nữa. Anh nói sư trưởng tạo cái người tu đó là cái tỉnh xá không phải để cho tăng ni ở. Quý vị coi lại có phải không? Tỉnh xá là để cho người, người già và người bệnh ở. Tất cả các tăng mà còn sức khỏe, dù già gì cũng phải đi hành đạo. Khất sĩ có hai pháp. Một pháp học là pháp hành. Pháp hành mới đúng là khất sĩ. Pháp học ở chỗ đó là pháp chết. Pháp chết thì chôn dưới đất. Pháp hành đem về Ấn Độ. Quý vị coi cái bài chánh pháp của Đinh Đăng Quang. Ngài viết ở đó. Nhị tổ giác chánh lập lời hoài. Đinh Đăng Quang giải thích thì tôi gặp cái pháp khất sĩ này có hai cái đế, hai cái đôi dép. Một dép, một pháp học, một pháp hành. Pháp hành là chánh pháp, pháp chết, pháp học là pháp chết. Thì Bồ Đạt Ma sau khi chết rồi đã đào cái hòm Ngài lên, Ngài qua từ Trung Quốc gửi hai chiếc dép qua đây. Cái nhánh dương là Hoằng Dương chánh pháp Minh Đăng Quang. Lội vào cái biển khổ là cái cuộc đời này. Bồ Đề Đạt Ma. Đạt Ma là pháp lý, Bồ Đề là chân chánh. Pháp lý chân chánh, rồi Đạt Ma là chánh pháp. Chánh pháp là Ấn Độ đem qua Trung Quốc. Có hai pháp học, pháp học và pháp hành. Pháp hành là phải đi xin ăn ngày mấy bữa, đi lang thang từ nơi này qua nơi khác, không có chỗ ở nhất định.
không quá 3 tháng. Hồi đó là khất sĩ đều không có 3 tháng phải đổi đó. Rồi tôi xuất gia là có 12 cái tỉnh xá, 3 năm mới trở lại. Từ ngày tiếp thu bây giờ ở Tết chết luôn chỗ. Hồi xưa là không có vấn đề hộ khẩu. Đi đó lúc đó còn chánh pháp là còn giác chánh. Từ nay là trưởng ra có tới giác chánh là hết rồi. Bây giờ kêu nhị tổ hết. Sư trưởng là sơ tổ rồi, giờ không còn. Pháp hành không còn. Thành ra sau khi mà Bồ Đạt Lama chết rồi đào cái hòm ngài lên. Cái hòm không, không còn chánh pháp. Còn có một chiếc dép nằm ở trong hòm. Chiếc dép là pháp học. Còn pháp hành ngài quái đem về Trung Quốc. Cái ông gì đó đi sứ bên Trung Quốc về mới thấy là Bồ Đạt Ma mới đi trên núi Thông Lãnh. Mới chặn lại hỏi. Vậy Nam Ma nói chủ ông chết rồi, tức là ông vua chết đó. Ta đem chiếc dép này, chiếc dép hành này trở về Ấn Độ. Bên Trung Quốc không thể hành được. Đi bác nó bắt liền. Như bây giờ đó. Bây giờ cho rồi, hồi xưa là tôi bị bắt 3 lần. Giác chánh cũng bị bắt 3 lần. Cái pháp hành nó khó lắm. Nó chướng ngại, đủ tay đủ chân mà đi xin ăn, đi ăn mài. Cái đồ trâu bò, cái đồ hút máu đồng bào. Chết chưa? Lao động là vinh quang mà lang thang là chết đói. Nó có khó lắm, mà thời đó Hàng Vũ cũng vậy đó. Tôi vua mấy ông sải ở bên Ấn Độ này qua đó. Thì Phật tử bên Nho giáo nó theo hết. Thì Nho giáo phải bị tiêu diệt. Và Ấn sải Ấn Độ nó sẽ chiếm nước Tàu. Vua Tàu cấm hết, không cho đi lang thang nữa. Đó, rồi phải rút về núi tu. Thì mới là có cái mà ông gì đó mà nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Một ngày không làm, một ngày không ăn. Không đi bắt được ở chỗ là phải làm ăn. Thôi đại khái như vậy, quý vị đọc lại rồi quý vị coi sư trưởng triết lý thật là hay. Cái bài chánh pháp. Thì bây giờ có pháp nạn qua rồi. Thì mình đi hành lưới. Ở tỉnh xá là hư hết trơn. Tôi thấy không? Tỉnh xá là cái mồ chôn tăng sĩ. Mình nói, mình giác chánh nói Ngọc Viên là Ngọc Viện. Tôi lên nghe nói là đây là cái bệnh viện để cho tăng ni bệnh ở, chứ mấy ông trẻ là phải đi hành đạo. Ngày già vậy mày cũng gắng đi hành đạo tới sụm ra ngoài đường. Tôi về nghe học là giờ cái khất sĩ là đi bát, ngồi thiền, đầu trần chân không, đầu đội trời, chân đập đất, đội trời đập đất ở đầu, dột ngang nào biết trên đầu có ai. Thì là khất sĩ. Không giữ tiền, ngồi thiền một đêm ngày tụng kinh ba thời, kinh vô tự. Mỗi ngày phải đi bát. Bất khất thực là bất thực, không đi bát là không ăn. Cấm nhận cúng dường tại chỗ nếu ngày thường không mưa bệnh có việc. Vì coi 114 giới, coi tôi thêm hay là nó có vậy. Bây giờ y chang hết. Chính kẹt tôi cũng kẹt. Tôi còn ngất ngư, tôi còn giấy dụa chút ít. Các nơi giờ quý vị đi cảnh sát coi còn đi bác không? Mà không đi bác mà người khác lợi á, đi bác là cấm, đuổi đi, không được ở. Sư tức đi bị đuổi hoài. Tức là đi bác. Đi bác thì đuổi, mình trụ trì ổng sợ muốn chết. Đạo Phật đâu còn, khất sĩ đâu còn. Ở chỗ thì phải làm ăn. Làm ăn thì phải mặc quần áo. Có tay có ống tôi giờ mặc áo nữa. Tôi nói rồi tôi bị hết rồi. Tôi bệnh rồi giờ tôi phải vậy mà không có là tôi cảm. Giờ tôi đâu có làm gì. Tôi chỉ còn có cái miệng giảng pháp thôi. Mà Đức Phật nói là pháp lý là thầy của ba đời chư Phật. Chư Tăng có pháp lý thôi. Phật tử ta cần cái gì ta cần có pháp lý. Thôi giờ nghỉ. Rồi có ai hỏi giờ không? 3:30 rồi đó. Đúng là 3 giờ. 3 giờ 15 là tiếng 15 phút. Thôi giờ tôi giảng vậy đó. Thì cái này mới có một phần thôi. Còn ít nhất cũng 15 phần nữa mới hết. Thì nãy chúng ta đọc đó là mới có phần là Bát Chánh Đạo. Với cái phần thứ hai là ba kiết sử mà chúng ta chưa qua. Quý vị mới thấy cái hay của cái Thủ Lăng Nghiêm. Nó giảng tùm lum.
Nhưng mà nếu quý vị nhận được cái bất tử thì mấy cái này rơi rụng hết. Bát chánh đạo kể là tám đường, nhưng mà chỉ có cái chánh kiến thôi. Thấy được chánh kiến rồi đi đó, rồi qua chánh tư duy, nhập lưu rồi sẽ đi tới A-la-hán. Còn này có phân biệt giữa A-la-hán này nhập lưu nữa. Tôi đọc đoạn với quý vị thấy. À, tôn giả Narada nói với tôn giả Savitha: này hiền giả, hữu diệt là niết bàn. Tôi khéo thấy như chân nhờ chánh trí tuệ, nhưng tôi không phải là vị A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc. Nhập lưu là thấy được con đường nhưng mà không có chứng đắc được bằng A-la-hán. Ví như, đây là thí dụ nào mà tôi không đồng ý, nó cô động quá. Ví như trên một con đường quang vắng có một giếng nước, tại đấy không có dây, không có gào nước, rồi có người đi đến, bị nóng bức bách, bị nóng áp đảo, mệt mỏi, run rẩy, khát nước. Người ấy khó ngó xuống giếng nước và biết được giếng này có nước uống được, nhưng đành đứng chịu, thân thể không chạm nước. Cũng vậy, này hiền giả, hữu diệt là niết bàn. Tôi khéo thấy như chân nhờ chánh trí tuệ, nhưng tôi không phải là vị A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc. Tôn Ưng 12:8. Cái này trích kinh không à? Thì quý vị hiểu làm sao? Nhất vậy rồi bỏ ra, có hiểu gì đâu. Giữa nhập lưu và A-la-hán khác nhau sao? Ra tôi tìm hoài, tôi lấy cái thí dụ mới khác. Tôi thí dụ cũng giống như cái đèn. Nếu mở ra thì sáng, mà bây giờ nếu mở 3 tiếng hồ rồi tắt thì chúng ta chỉ thấy lờ mờ, rồi tắt thì không thấy nữa. Rồi mở 6 tiếng gấp 2 lần thì nó sáng hơn, rồi thấy được xa hơn, rồi mình lại tắt. Rồi mở 9 tiếng thì nó sáng hơn, thấy rõ. Mở 12 tiếng luôn tục luôn thì thấy toàn diện hết. Thì vị nhập lưu A-la-hán khác nhau ở chỗ đó, cũng đồng thời là Phật tánh. Nhưng mà nếu chúng ta thấy 1/4 thì chúng ta phải diệt được thân kiến là thân thôi. Mà nếu thấy 2/4 thì diệt thọ cảm của người trời dục giới. Thấy 3/4 thì diệt được thọ cảm của sơ nhị tam thiền. Mà thấy A-la-hán toàn diện thì diệt được tư tưởng, tức là tứ thiền sắc giới và tứ không. Đây là cái nhìn toàn diện, nó rõ ràng như vậy. Nhưng mà thí dụ không bằng nói sự thật thì chúng ta sẽ đi vào 10 kiếp sử, thì chúng ta sẽ thấy là địa ngục khác ngạ quỷ sao, ngạ quỷ khác súc sanh sao, súc sanh ác Atula sao, còn cõi người khác nhau sao, trời dục giới khác nhau sao. Dục giới là 6 cõi mà là tập tu tứ thiền, còn tới cõi trời sơ thiền tầm khác với sát thì sao, sát khác với hỷ thì sao, hỷ khác với lạc thì sao, tầm sát hỷ lạc, rồi nhất niệm bất lạc bất khổ thọ, nó khác nhau sao. Giữa sự tu tập cái tâm nó diễn biến sao, quý vị phải hiểu nó. Nó nằm trong năm truyền cái, mà năm truyền cái hồi đó giờ dán chặt hết trơn, phải là hôn trầm và quay nghi, hôn trầm hay là ngũ gục. Ngũ gục là vật lý, mà hôn trầm là sinh lý. Ngũ gục là vật lý, tức là ngủ không còn biết gì hết, kêu là thụy miên. Còn hôn trầm là mở lên, nửa tỉnh nửa mê, tức là sinh lý. Biết rồi mất, mất rồi biết. Cái răng là sinh lý, mà nhổ khỏi thì vật lý. Nên ở dưới vật lý hôn trầm và thụy miên nó nhích nhau một chút thôi, khó mà nhận, nhưng nếu mà để ý thì biết. Ngồi thiền gục xuống một cái rồi chúng ta qua địa ngục vô gián, rồi tỉnh dậy một cái mờ mờ thì địa ngục của gián. Đây là hôn trầm, thấy có vật mà không biết vật gì, rồi hồi cái chìm mất. Rồi hôn trầm nữa, thấy có vật mà không biết vật gì, thì cái thấy có vật đó là cảm giác của ngạ quỷ, nó nương vào con cái hôn trầm mà nó phát hiện, thì nó rõ vô cùng. Còn nhập lưu là chính diện không có cái đó. Còn người trời thấy được cái đó mà thấy lờ mờ, không biết từ đâu.
mới cải sửa, ý chí mới cải sửa cái nhãn thức này thành ra nhãn xúc. Thì cải sửa này đó là ý chí mặt na. Mặt na thì có sự so sánh, đắn đo, lựa chọn mới cải sửa cho cái bình thủy này rõ ràng hơn. Nó là bình thủy đựng nước, nó là người ta, người nam, người nữ. Thì bắt đầu đây là cõi người, bắt đầu là có luân lý, bổn phận và quyền lợi. Loài thú không có luân lý, không có bổn phận. Nhiều khi mà con chó con nó giao cấu với chó mẹ. Nếu quý ai có nuôi thường thì để biết. Tôi ở gần cái nhà đó tôi thấy nó rõ ràng. Còn con người không có. Đâu khi nào mà cha mà giao cấu với con bây giờ. Nếu có thì đó là súc sanh, trở lại loài thú. Thỉnh thoảng nó vẫn có. Thì đó là thân người, mà tâm là tâm súc sanh, tâm có loài thú. Loài thú nó nhận gì không rõ, nhà nói tôi nói con gà. Nó không nhận ra con vịt là không phải con nó. Nó vẫn ấp mà vẫn là cho con. Thì loài thú có hiểu biết lờ mờ, bởi vì nó chưa có cái nghiệp, chưa có sự đắn đo phân biệt. Tưởng sao là làm vậy. Con người tưởng là còn suy xét, coi lợi hại, coi cái hậu quả. Nhưng mà làm nhiều khi năm tháng năm bảy không có kinh nghiệm tới cõi trời. Thành ra quý vị thấy giữ năm giới khó giữ. Mình chưa phải là trời. Mà nếu là người thì giữ năm giới dễ. Còn là súc sanh giữ năm giới giữ không được. Có người ăn hai ngày trái ăn không xong. Mình coi cái đó mình biết cái người này thấp hay cao. Mà nếu biết được thì mình thương chứ mình đâu có ghét. Còn không thì mình ghét cái thằng này nó bỏng sẻn. Mà tâm nó là tâm mẫu giáo mà mình không bỏng sẻn sao được. Trình độ nó như vậy. Thành ra khi mình biết rồi thì mình không còn ghét nữa mà thương tất cả chúng sanh. Thì như vậy mới phát bồ đề tâm đi giáo hóa được chứ. Thầy giáo thì lớp nào cũng thương lớp đó. Chứ có lớp mẫu giáo mà mình đem dạy rồi bài lớp 7, lớp 12 thì chết nó. Mà nó về đồ ngu. Dĩ nhiên là nó ngu rồi. Nó mới đi học. À, thì quý vị cố gắng. Quý vị phải làm thầy giáo. Tức là ít nhất cũng đắc quả nhập lưu. Là giải thoát đầu tiên. Cũng là giải thoát cuối cùng. Con cái bất tử đó thôi. Nhưng bất tử nhập lưu là thấy rõ được sắc thân, quán thân bất tỉnh. Thì quán thân như thân. Còn bốn đường ác thì thân là tịnh. Tịnh mới trao dồi sức ướp, xoa son, dồi phấn, mặc đồ kẽn, rồi đi giày, rồi dép đủ thứ hết. Thì bây giờ biết cái đó sai, sửa lại thân bất tịnh. Quán cái đó rồi thôi bây giờ. Mình thiểu dục tri túc. Ít muốn biết đủ. Ít muốn biết đủ phải là đạo Phật không? Mình thấy như người xe xua chân diện mình thấy ghét. Mà những người mà không xe xua chân diện mình thấy mình thương. Mình thấy mấy sư cô, mấy sư đời sống đơn giản mình kính. Còn cái thứ mà xì ke ma tí mình thấy mình ghét nó. Đúng không? Đúng thì đúng mà không phải là Phật. Cái tâm còn nhỏ hẹp, còn thương còn ghét. Thì đường trần ai còn mãi luân hồi. Không có tốt được. Mình biết rằng mấy sư cô này là con người cao thượng, nhiều kiếp rồi. Người ta lớp 11, 12. Còn mấy xì ke ma tí bữa đời là mới lớp mẫu giáo, mình ghét nó làm cái gì? Vậy cho ông sư, mấy sư cô hồi đó không phải mẫu giáo sao? Mình không phải mẫu giáo bò lên sao? Nếu mình biết vậy thì cái tình thương bắt đầu phát hiện. Đây là bắt đầu qua đạo Phật. Còn thấy mình cao, thấy mình thấp là cái tình thương người tròn. Tôi giảng rất rõ, nắm cái tâm thôi. Thành ra một người đến sinh là mình cũng cho, bốn người cho khác nhau. Một người bỏ sẻn ăn, ông già giàu nứt đất. Mà thấy thằng ăn mày tới rồi bao giờ ông cũng đuổi đi thôi. Nhưng mà nhà có đám cưới của đứa con thì đuổi mất mặt. Đành phải cho, mà cho ít thì mấy người đám cưới là toàn là tai bự không. Nếu mà cho 1.000, 2.000 coi không được. Phải cho 100.000, 100.000 đối với ông là một số tiền kết xù. Ông giàu nhưng mà từ nhỏ nghèo, coi có số tiền rất lớn. Thì ông ra ông dậm chân nói nhỏ, mày mai mà đến là chửi chà tao đôm mày á. Thôi mai không có đến nữa. Tao khách đông quá, khách giàu không. Tao buộc lòng mới cho 100.000, lúc đó không đau lòng tao. Cái này cho có phước không? Tâm bỏ sẻn này tội tại đó thì phước cái gì? Tâm này là địa ngục ngạ quỷ xuất sanh Atula.
Còn nếu tạng mài nhập qua người thứ hai là một nhà giàu có mà có đạo đức, thì thấy ông này cũng 70 mấy 80, khỏi ông bao nhiêu 80, thâu cũng 80, mà con gái tôi giàu có, tôi sung sướng, ông thì đi ăn mài hôi hám rách rưới, tội nghiệp, cho 100 ngàn. Ông mai mà có thiếu thốn ông đến nữa tôi giúp nữa ha, đừng có sợ, cứ đến đi, ông thiếu thốn cái gì cho tôi biết tôi giúp đỡ ông. Thì cái tâm này quá tốt, nhưng mà không phải là Phật. Tôi có phước hơn ông thiếu phước hơn tôi. Tôi phước báo nhiều hơn, con cái tôi đầy đủ hơn. Thấy mình cao, thấy người khác thấp. Vì cái tâm cõi trời thương người, nhưng mà cái ngã nó bự hơn. Cái ngã nó gì tế, cái đạo Phật mới thấy được cái chỗ đó. Còn ở ngoài thì mình khen đúng rồi, như vậy là đúng rồi. Có hiếu như một cha một mẹ, lo mẹ đau, lo đủ thứ hết trơn. Cho tới mẹ chết rồi, cái thây ma cũng chở về làm cái đám mồ cho lớn cả tí bà. Nó còn mua cái bọc ni lông bọc từ bển, mướn cái trực thăng chở qua cả 500-600 triệu. Tôi nói khen cô này có hiếu. Hiếu thì hiếu thiệt mà hiếu nhỏ hẹp. Mà trong lúc lối xóm con bà già cũng cỡ tuổi mẹ mình, lớn hơn mẹ mình. Rồi bệnh lên Sài Gòn thiếu tiền mà 100-1 triệu bạc không dám cho. Xã hội đâu có trách. Không có trách được, nó có hiếu mẹ, bà này có ăn thua gì, có nuôi nó ngày nào đâu. Tôi bệnh hoạn, bà có nuôi, có lo gì cho tôi đâu. Thì bây giờ tôi không lo lại là quê. Đúng, chứ không phải sai. Nhưng mà cái tâm là nhỏ hẹp. Đây là cõi trời, chứ không phải là cõi Phật. Thì đâu có gì để ý cái tâm ha, thì quý vị biết người này cao hay là thấp. Còn nếu người cho, ông này đi qua nhà thứ ba. Ông này là một vị tu theo nhập lưu nhất lai bất lai, bà thánh. Kêu vô cho, ông này cảm ơn đủ thứ thôi. Ông không phải là con người, ông là tiến trình của năm quẩn, tôi cũng là tiến trình năm quẩn. Đều phát hiện từ chân không, từ cái lặng lẽ thôi. Thì số tiền này cũng phát hiện từ chân không. Ông là chân không, tôi là chân không, số tiền cũng là chân không. Chữ có sắc na thôi, có gì mà cảm ơn. Ông cũng từ cái lặng lẽ phát ra, tôi cũng từ lặng lẽ phát ra, cái tiền này cũng từ lặng lẽ phát ra. Chỉ có hiện tiền mà thôi. Thì ông này là A-la-hán nhập lưu nhất dẫn lai bất lai, tam lưng không tịch. Còn qua người thứ tư nữa, quý vị, để thấy là cái đạo Phật nó di tế. Cũng đồng thời một số tiền, cũng đồng thời cho một người đó mà xa đọa bốn đường ác, xa lên cõi trời, chứng quả thánh tại đó, Bồ Tát thánh Như Lai tại đó. Nếu qua người thứ tư, vị này là Bồ Tát đắc quả phát Bồ Đề Tâm, mới dùng cái báo thân là cái trực giác mình chiếu vào A Lại Gia ông này, thì biết hồi kiếp trước ông bỏ sẽ kiếp này đi ăn xin, rồi kiếp kế ăn xin nữa, muốn thoát là phải tu tập. Ông phải quy tam bảo, thọ trì năm giới. Ông biết tại sao ông như vậy không? Ông đi sinh như vậy được kiếp này, kiếp sau ông sinh lên, ông ăn mài nữa. Cái nghiệp kiếp trước ông bỏ sẹn. Thì bây giờ ông về sám hối, ông phải niệm Phật, niệm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm khỏi còn niệm Phật nữa. Thì định sanh hỷ lạc, ông mới có thể chuyển nghiệp được. Mới chỉ cách tu cho ông này. Ông thường sát sanh, phải phóng sanh, thần trộm cắp mà phải bố thí. Dạy cho ông này cách tu. Cũng cho 100 ngàn. Thì ông này là Bồ A-la-hán phát Bồ Đề Tâm. Chúng ta thấy bốn người cũng cho ông mày một số tiền như nhau, mà cái hậu quả khác nhau hoàn toàn. Một người xuống bốn đường ác đạo, người sanh lên cõi trời, một người chứng đắc thánh quả hiện tại, một người Bồ Tát tùy thuận. Đại khái đạo Phật có bấy nhiêu thôi. Nói thì nghe nói vậy, nhưng mà cho quý vị làm nhập lưu 10 năm nữa, chưa chắc quý vị thấy được cái chân không của người nhận, của người cho và của số tiền. Lặng lẽ thấy cái sự chuyển biến đó, mà đừng cải sửa, đừng phê phán, trở về cái lặng lẽ thì quý vị đắc quả nhập lưu. Làm được không? Dư sức, heo cho quý vị 30 năm.